chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp tháp Tokyo ở Nhật Bản cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ đăng ký kênh mình ạ. Bắt đầu thôi.
mình sơ lược một chút về tháp Tokyo cho mọi người nghe nha. Tháp Tokyo, Tokyo Tower, Tokyo Tower là một tháp truyền thông và quan sát tọa lạc tại khu vực Shibakuen thuộc quận Minato, Tokyo, Nhật Bản. Với độ cao 332,9m, 1092 bộ, đây là cấu trúc cao thứ nhì tại Nhật Bản. Cấu trúc là một tháp khung thép lấy cảm hứng từ tháp Eiffel, được sơn màu trắng và cam quốc tế để tuân thủ các quy định an toàn hàng không. Tháp được xây vào năm 1958, nguồn thu chính của tháp là du lịch và cho thuê đặt ang tần. Trên 150 triệu người đến thăm tháp kể từ khi nó được khánh thành. Một tòa nhà 4 tầng mang tên Phút Tao nằm ngay bên dưới tháp, gồm các bảo tàng, quán ăn và cửa hiệu. Khởi hành từ đó, du khách có thể lên hai đài quan sát. Đài quan sát chính gồm 2 tầng nằm trên độ cao 150m, 490 bộ, trong khi đài quan sát đặc biệt có quy mô nhỏ hơn nằm tại độ cao 249,6m, 819 bộ. Tháp đóng vai trò là một cấu trúc hỗ trợ cho ang tần. Theo dự định ban đầu, các ang tần phát sóng truyền hình phát thanh được lắp đặt vào năm 1961. Tuy nhiên, số hóa truyền hình theo kế hoạch có vấn đề do chiều cao của tháp là 332,9m, 1092 bộ, không đủ cao để hỗ trợ thỏa đáng hoàn toàn cho phát sóng kỹ thuật số trong khu vực. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi, nhấn subscribe và like nếu mọi người thích nha.